Xin biến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho đình Tùng Voice, truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Khánh Huyền với tựa đề Mùi Tanh Thịt Người. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Ngọc Thạch là người đàn ông quá vợ ở tuổi 60. Người ta chẳng ai biết họ hàng thân thích gì của ông ấy, chỉ biết ông ta đã chuyển đến đây sống được 5 năm. Trước đây ông Thạch ở cùng vợ dưới một mái nhà nhỏ, hình như bọn họ không có con cái gì, chỉ hai vợ chồng già nương tựa lấy nhau. Làm ruộng làm vườn, sống qua ngày. Ba năm trước, người vợ vì ung thư mà chết, ông Thạch suy si sụp cả năm trời, hai năm gần đây ông thạch mới có thể sống bình thường trở lại nhưng ai cũng biết trong lòng ông thạch vẫn còn thương nhớ vợ lắm một buổi sáng rảnh rỗi ông quyết định sẽ dọn lại nhà kho cái nhà kho này đã ba năm rồi ông không lau chùi chắc nó đã bị lớp bụi bám từng lớp và mạng nhện đóng dày lắm vừa dọn dẹp ông vừa ngắm nghía lại những kỷ niệm của hai vợ chồng ông ngày trước ông tìm thấy chiếc lọ hoa mà bà nhà ông yêu thích. Ông vẫn còn nhớ và ông hay cắm hoa hồng vào chiếc lọ này. Bái yêu hoa hồng lắm nên trước nhà có khóm hoa hồng mà ông trồng. Giờ bái mất rồi ông cũng chả buồn chăm nữa. Trong lúc dọn dẹp, đột nhiên ông thạch tìm thấy một cuốn sổ màu đỏ bị kẹp ở dưới cái tủ gỗ. Cuốn sổ này trông rất cũ kỹ ông chẳng nhớ nó có từ lúc nào, ở đâu ra nữa. Ông chưa từng thấy nó xuất hiện trong nhà mình, mà vợ ông cũng chưa từng dùng cuốn sổ này. Ông đoán là của người chủ cũ để quên, chắc là nó cũng không quan trọng. Ông Thạch lau qua lớp bụi bám rồi mở ra. Bên trong là những con chữ nguệt ngoạc, mà đấy lại là chữ Hán nữa. Ông Thạch biết chữ Hán vì ông thích nên học. Thế thì chứng tỏ cuốn sổ này đã có từ mấy chục năm về trước rồi. Ông thử đọc vài câu. Nỗi đau như một lỗi gươm sắc cứ sâu vào tâm hồn. Ngọn lửa bùng cháy, trói buộc quanh xác thịt. Cơn đau thấu tim như bị ngàn mũi dao cắt thành từng mảnh. Máu và nước mắt hòa quện thành một bản nhạc buồn. Ông dùng mình Mặc dù ông chẳng hiểu mấy câu này ám chỉ điều gì, nhưng những điều này nó tiêu cực quá. Tuy nhiên ông vẫn hứng thú với cuốn sổ này bởi nó là chữ Hán, lại là ngôn ngữ xưa lâu rồi ông mới đọc được. Ông thầm nghĩ, không hiểu ai viết nên cuốn sổ này và với mục đích gì nhỉ? Ông tò mò nên lật trang tiếp theo thì thấy nội dung là: Khi cơn gió đến như một chiếc gươm sắc bén, đánh gục thân thế vững chắc. Thân cổ thụ khổng lồ, chấp nhận gục ngã như một chiến binh giả, đổ máu linh láng mặt nước. Đọc xong câu này, chợt ông nghĩ đến cây đa ở làng mình. Ông nghe người dân người ta bảo cây đa này đã có từ rất lâu đời, thậm chí họ còn chẳng biết là nó bao nhiêu tuổi, có từ khi nào. Bên cạnh cây đa là giếng nước. Trước đây mọi người hay dùng, nhưng bây giờ cái giếng ấy đã được đậy lại tránh cho bọn trẻ con ngã xuống ông thở dài lặng lẽ đóng cuốn sổ lại bây giờ ông không muốn tiếp thu những nguồn năng lượng tiêu cực nữa ông phải sống an hưởng tuổi già như vợ ông đã nhắc nhở trước lúc lâm chung ông đặt cuốn sổ lên nóc tủ ông để đó nếu người chủ cũ có quay lại tìm thì ông sẽ đưa cho người ta chứ ông chẳng muốn lấy làm gì tưởng sẽ chẳng có chuyện gì thế nhưng từ ngày dọn nhà kho ông thạch cảm thấy trong nhà có chút thay đổi một cách kỳ quái ban đêm thỉnh thoảng ông nghe tiếng sột soạt ở dưới gian bếp như thể có ai đó đang nấu nướng ông cứ nghĩ mèo chuột chúng nó đuổi bắt nhau nhưng sáng ra lại chẳng thấy có vật gì bị xê dịch có đêm ông còn nghe tiếng cót két như là có ai đang mở cửa tiếp đến là bước chân rón rén ông Thạch thì vốn là người gan giả. Ngay lập tức, ông đứng dậy kiểm tra xem có phải trộm cắp gì không. Nhưng chẳng có ai cả. Cửa vẫn được đóng im thiêm thít. Ông Thạch không phải là người sợ ma sợ quỷ, nên cũng chẳng tin ma quỷ lắm. Và cứ thế một tuần trôi qua, trong nhà ông xuất hiện vô vàn những điều kỳ lạ. Chẳng ai có thể lý giải nổi ngoài việc đổ cho thế lực tâm linh nào đó ông thạch ban đầu cũng chẳng tin nhưng khi tinh thần kiệt quệ vì bị hành suốt tuần nay rồi thì ông không thể tiếp tục bình chân như vậy được ông thắp hương mà khấn bà về thăm tôi hay có chuyện gì thế tôi mệt mỏi quá rồi tôi không muốn chuyển đi nếu tôi có làm gì sai bà về báo mộng cho tôi có được không ngôi nhà đầy ấp kỷ niệm của ông bà khiến ông thạch không nỡ bán ông thạch và vợ ông đều không tính đến chuyện lập gia đình mãi năm năm trước hai người vô tình gặp nhau và quyết định chuyển đến đây chung sống tối hôm ấy quả nhiên bà nhà về trong mơ ông thạch thật thấy bà ông mừng rỡ bà ơi bà về thăm tôi đó à ánh mắt bà có chút đượm buồn nhìn ông thạch mãi sau bà mới cất tiếng ông sáng tu tập sống thiện có ích cho xã hội nhớ phải thường xuyên niệm phật ông thạch chẳng hiểu những lời vợ ông nói trước giờ ông không tự nhận mình đã tu tập tốt nhưng cũng là người sống tử tế đối đãi với mọi người xung quanh đúng chuẩn mực ông tính hỏi lý do thì vợ ông đã biến mất theo làn khói xương không còn dấu vết ông chẳng thể hỏi thêm được câu nào nữa ông mang cái sự hoài nghi này đi tâm sự với ông quý người bạn già sống cạnh nhà của ông ông mang những cái chuyện kỳ quái xảy ra suốt tuần vừa qua và cả giấc mơ với bà và ông nữa nhưng ông chẳng nhắc đến cuốn sổ vì ông không cho rằng đó là nguồn cơn của mọi chuyện ông thạch chỉ bảo từ ngày tôi dọn cái nhà kho trong nhà tôi kỳ lạ quá ông quý nghe xong thì khuyên nhủ có những chuyện người trần mất thịt chẳng thể thấy được, nhưng người ở dưới lại hiểu thấu. Tôi nghĩ ông nên nghe lời khuyên của vợ ông và làm theo, có thể ông đang gặp đại nạn đó. Ông Thạch nghe xong thì cho là phải. Từ ngày đó, ông đều dành vài tiếng ngồi chép kinh và đọc kinh Phật. Ông không tin hoàn toàn vào những chuyện ma quỷ, nhưng làm thế này khiến ông an tâm hơn mà cũng ngủ ngon hơn. Mấy chuyện quỷ quái kia không còn xuất hiện nhiều như trước nữa cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng tầm một tháng sau đột nhiên nhà văn hóa của làng ông bị cháy trong lúc mọi người đang họp cán bộ vào buổi tối bấy giờ đang là mùa đông mọi người đóng cửa họp cho nó ấm chẳng hiểu chập điện kiểu gì mà bị cháy nhưng mà chuyện kỳ lạ là chẳng ai mở được cửa để chạy thoát mấy người trong đó mở kiểu gì cũng không thể dù họ đều là đàn ông lực lưỡng, hợp sức lại, họ chỉ biết kêu la, gào thét mà đập cửa. Cửa không mở được, ai đâu mở cửa với. Cứu với, nóng quá, tôi bị bỏng rồi. Cứu chúng tôi với, tôi không ra ngoài được. Tôi nóng quá, tôi chết cháy mất. Tiếng la oán khiến người ta nổi da gà. Mọi người khi phát giác được đám cháy thì cố gắng dập lửa ai cũng ra sức tạt nước vào. Người này người kia nối đuôi nhau lấy nước ở dưới giếng để dập lửa. Nhưng gió to khiến đám cháy bùng to hơn, chẳng ai có thể tiếp cận được đám cháy. Họ bất lực nhìn mấy người ở trong kì gạo thét. Trong đó có những người thân nhìn vào chỉ biết gạo khóc. Làm ơn, cứu chồng tôi với. Ai đó vào cứu họ đi, trời ơi. Cứu bố chúng cháu với mẹ cháu mất rồi chúng cháu chỉ còn bố thôi có người đòi lao vào cậy cửa để cứu những người phía trong ra nhưng người ta cản lại ai chả muốn cứu chứ nhưng mà lửa to quá trong khi mọi người không có nghiệp vụ chữa cháy lỡ vào rồi không ra được thì phải làm sao mọi người chua sót nhìn nhau ai cũng thương cho số phận những người không may bị cháy càng thương hơn những người thân của họ lửa cứ bốc cháy phừng phừng khói đen mờ ảo xung quanh khiến cho mọi người chữa cháy càng khó khăn hơn tầm một tiếng sau lính cứu hỏa mới có thể đến và tiếp cận đám cháy họ dáng hết sức để dập lửa và cứu người ra nhưng nhà văn hóa ấy chỉ có một cửa ra vào mà cửa ấy không ai mở được mọi người nghe tiếng kêu cứu đứt quãng nhỏ dần nhỏ dần và mất hẳn hơn một tiếng vật lộn với thần lửa lính cứu hỏa cuối cùng cũng dập được đám cháy cửa lúc ấy mới có thể mở ra nhưng thật không may mấy ông cán bộ trong kia đã chết rồi người chết vì nóng người chết vì ngạt khói đa số đã bị ngọn lửa nút trọn thân hình không còn nguyên vẹn người dân đau thương nhìn từng người được khiêng ra tất cả đều bị cháy đen thôi không chỉ tiếng la hét kêu cứu trong vô vọng, gây ám ảnh. Mà hình ảnh này cũng khiến tất cả những người chứng kiến xót xa. Có đến 5 người đàn ông đều là cán bộ của làng xã. Họ họp để chuẩn bị kế hoạch cho vụ mùa mới. Mùi khét từ đồ vật, mùi tanh tưởi từ thịt người, mùi ngầy ngậy từ mỡ người khiến ai nấy cũng nhăn mặt buồn nôn. Ông Thạch đứng đó. Nãy giờ ông cũng giúp người ta dập lửa Ông bàng hoàng chứng kiến từng người nằm trên cáng mà lòng đau nhói. Ông nhìn những người thân của họ. Chợt ông nhớ về người vợ đã mất của mình. Ông hiểu được nỗi bất lực đến căm tức bản thân lúc này. Nhìn người thân của mình chết trước mắt mà chẳng làm gì được. Thường thật đấy. Sao lại nên cớ sự này cơ chứ? Điện nhà văn hóa hôm qua vẫn còn ổn cơ mà. Không biết sao lại bị chập được có chuyện gì vậy nhỉ tôi không tin cửa tự dưng lại không thể mở được như thế mọi người thi nhau xì xầm bàn tán sự việc hôm nay quá đỗi bất ngờ chẳng ai nghĩ đến cớ sự này vốn dĩ nhà văn hóa ấy nằm ở một góc xa với làng nên không ảnh hưởng đến nhà ai nhưng mọi người vẫn đặt dấu chấm hỏi to đùng trong lòng về việc không mở được cửa để thoát thân trong khi bao nhiêu người cố cậy mà không được liệu có tác động tâm linh nào ở đây không? Hôm sau, trong làng đều là tiếng khóc tang thương, cờ đen trắng phủ quanh làng, ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp. Rõ là hôm qua còn khỏe mạnh đó, ấy thế mà. Một đám cháy tưởng chừng là nhỏ cũng đủ khiến bọn họ ra đi không kịp chăn chối. Ngôi làng yên bình giờ đây trở nên ảm đạm, ủ rột. Người ta thương nhất là ông trưởng xóm, Ông ấy ăn ở hiền lành tử tế, sống tích đức, gặp ai cũng quý. Ấy vậy mà lại mất trong sự đau đớn thế này. Ông Thạch cũng đi đám tang năm người này vì trong làng trong xóm cả. Ông chuyển đến đây không lâu nhưng khá ấn tượng với những người này, họ cũng giúp đỡ gia đình ông rất nhiều, nhất là trong việc chia đất cho nhà ông canh tác. Theo luật làng thì nhà ông Thạch sẽ không có đất canh tác vì là người ở nơi khác đến nhưng họ đã bàn bạc với nhau và thống nhất sẽ cho nhà ông một xào ruộng để trồng trọt. Một tháng qua đi, chuyện đám cháy trong đêm ấy chỉ còn là chuyện ở quá khứ của một tháng trước. Ai cũng cho đó là tai nạn đột ngột, chẳng ai băn khoăn nhiều làm gì. Trời đã gọi ai thì người ấy phải dạ thôi. Đức năng thắng số, nhưng sao mà thắng được ý trời? Họ còn bận lo toan cho gia đình mình nữa chứ. Công việc trong làng cũng được những người khác đứng ra sắp xếp che giả măng mọc có gì mà lạ đâu chuyện cháy nhà văn hóa vừa kịp lắng xuống thì một đêm gió to mưa lớn người ta nghe thấy tiếng rầm như thể có vật gì lớn bị đổ xuống nhưng lúc ấy là hai ba giờ sáng nên chẳng ai dám ra ngoài nhất là trong lúc mưa lớn thế này sáng hôm sau người ta bàng hoàng khi thấy cây đa cổ thụ của làng bị đổ Úi không thể tin nổi sau khi đa bị ngã được nhỉ chẳng lẽ gió hôm qua lớn đến thế sao cây đa này đã trải qua bao nhiêu phong bà bão táp tưởng chừng chẳng có gì đánh gục được đó ấy vậy mà bây giờ nó lại ngã xuống như vậy chả hết như là chiến binh giả hệt như chiến binh giả ư ừ. ông thạch nghe câu nói này xong liền chột dạ ông đã nghe câu này ở đâu đó rồi nhưng ông thạch không tài nào nhớ nổi ông chỉ thấy uổng tiếc cho cây đa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, người ta còn kinh hãi khi phát hiện cái nắp giếng nước bên cạnh cây đa đã bị thổi bay từ lúc nào và bên trong cái giếng ấy toàn máu là máu. Người dân dùng cái que dài cắm xuống xem có con vật nào hay là ai chết ở dưới mà máu nhiều thế này không. Nhưng hoàn toàn không thấy gì. Đấy chỉ là một chiếc giếng trống đầy máu ai nấy đều nhìn nhau đầy sợ hãi, nổi cả da gà. Mọi người ở đây đều quan niệm rằng trong cây đa có thần. Việc cây đa bị ngã xuống thế này, cộng với máu linh láng trong giếng, khiến mọi người cho rằng thần linh đang tức giận và cái làng này đã bị nguyền rủa. Khi nghĩ đến chuyện cháy nhà văn hóa tháng trước, thì họ càng tin vào nhận định của mình. Nhưng cũng có người bảo, mấy chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, chắc gió to nên cây đa mới ngã. Có người lại phản bác. Không thể nào. Làm gì có chuyện xảy ra trung hợp thế này. Thì máu trong giếng và lại không tìm thấy cái xác nào thì giải thích thế nào đây. Ai cũng cứng họng với câu hỏi ấy. Sau khi dọn dẹp xong cây đa và đậy lại cái giếng thì ai về nhà nấy. Họ chẳng biết xử lý sao với cái giếng đầy máu đó. Có lẽ chờ thời gian để nó phai tàn hoặc cứ đẩy nắp đó rồi chờ mưa đến sẽ dội đi. Nhưng có một điều chắc chắn, sau hôm nay, những người dân trong làng này sẽ phải cảnh giác nhiều hơn, cẩn thận hơn nữa. Ông Thạch về nhà mà lòng vẫn cảm thấy bất an. Từ những chuyện kỳ quái xảy ra trong nhà ông mấy tháng qua, lời căn dặn của vợ ông và những chuyện xảy ra bất ngờ trong làng này khiến ông không thể nào an tâm nổi. Lúc này, ông vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng giờ thì ông không thể không tin rồi ông thạch vội chạy sang nhà ông quý ông thạch hỏi đại ông ông có thấy chuyện gần đây trong làng có liên quan đến chuyện tôi kể ông nghe không ông quý uống ngụm chè chát rồi từ từ trả lời à cũng có thể đấy tôi cũng chẳng rõ nhưng thôi cứ sống thoải mái đi Nôm nớp lo sợ thì cũng có được gì đâu. Ai đến số thì người đó phải đi thôi. Nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắm. Ông sợ chết à? Chết thì ai chả sợ. Nhưng tôi sợ những người khác bị ảnh hưởng hơn. Nhìn hôm cháy nhà văn hóa, tôi cầm lòng không nổi. Tôi cũng từng mất vợ, nên tôi hiểu rõ cảm giác mất người thân. Nhìn người thân chết trước mặt, mà chẳng làm gì được. Bất lực lắm. Ông sợ thì ông cũng có làm gì được đâu tới xấu rồi ai sống thì sống mà ai chết thì vẫn phải chết thôi nghe ông quý nói vậy thì ông thạch im lặng ông quý nói cũng không sai trong chuyện này ông thạch lực bất tổng tâm nhất là vụ cháy nhà văn hóa kia dù ông muốn giúp cũng không thể giúp được ông không giúp được không thay đổi được vấn đề nếu nó xảy ra thì ông cứ ôm nỗi lo sợ làm gì ông thạch lầm lỗi trở về nhà ngồi trước bàn thờ và tiếp tục niệm kinh phật cầu nguyện với đức phật từ bi phù hộ cho những vong linh đã mất được về tây phương cực lạc còn những người sống trên trần gian cũng luôn được bình an mọi đại nạn đều có thể vượt qua đêm đó ông nằm xuống là vào giấc ngủ luôn có lẽ dạo này nhiều chuyện khiến tâm trí ông không được tỉnh táo ông cần những giấc ngủ êm ái bình yên như hồi vợ ông còn sống nằm cạnh bà ấy và được đi vào giấc ngủ một cách ngon lành khi ông thạch mới nằm được một chút chưa kịp ngủ sâu thì ông cảm thấy cơ thể nặng nề người không cử động được như thể có ai đó đè lên ông cố mở mắt ra để nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen như mực ông ý thức được mình đang nằm trên giường ông muốn ngồi dậy mà không thể bỗng có tiếng nói vang vọng bên tai ông kẻ thế thân Ngươi đừng làm gì ngu ngốc Phá hỏng chuyện tốt của ta Nếu không Ta sẽ khiến ngươi đi theo bọn chúng Vừa dứt lời Cơ thể ông liền cử động được Và ông thạch tỉnh giấc Người ông ướt sũng như Bị ai đó tạt nước vào Ông nhớ câu nói vừa nãy Mà sống lưng lạnh toát Ông không biết ai đã nói với mình Rõ ràng giọng này ông chưa nghe lần nào chuyện tốt ở đây là chuyện gì? Bọn chúng mà người đó nhắc đến liệu có phải là những người dân xấu số kia không? Ông Thạch ngồi bần thần suy nghĩ mãi, ông chẳng dám đi ngủ lại. Suy cho cùng, ông Thạch cũng là người tội nghiệp. Ông không biết nguyên nhân do đâu mà những chuyện kỳ quái này cứ liên tiếp xảy ra. Nó có tiếp tục không hay đã dừng lại rồi? Vốn dĩ ông Thạch chỉ mong có một cuộc sống bình an trong những ngày tháng gần đất xa trời, ở trong cái làng bình yên này. Nhưng ông đâu ngờ được, chính ông là người gián tiếp gây ra sự xáo trộn này. Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, trong làng đã ồn ào như vỡ chợ, không còn yên bình như mỗi sáng ngày thường. Thấy lạ, ông Thạch cũng ra ngoài đường hóng xem có chuyện gì. Vừa thấy ông, bà Tư đã vội chộp lấy mà hỏi. "Bác Thạch, đêm qua bác có nghe thấy tiếng gì lạ hay thì ai lạ ở trong làng không? Không, sao thế bà Tư? Ồ, lạ thật đấy. Chẳng hiểu sao sáng nay mấy nhà bị mất gà mất vịt. Sáng giả chỉ thấy vũng máu ở trong chuồng. Nói xong bà Tư lại lật đật chạy đi hỏi người này người kia xem có ai biết gì không. Ông Thạch không biết gì về chuyện này vì đêm qua ông Thạch cũng đi ngủ sớm Ông nghĩ là chuột hay rắn vào chuồng bắt gà vịt. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng nhiều nhà bị một lượt thế này thì đúng là hiếm thấy. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Thạch lặng lặng đi vào làm bữa sáng. Như thường lệ, ông Thạch sẽ lấy thêm cái bát, cái chén đặt đối diện với mình. Như thể ông vẫn đang ngồi ăn với bà nhà. Mời bà ăn cơm. Bà đi rồi, nên tôi cũng không nuôi gà vịt gì hôm nay người trong làng bảo là nhiều gà vịt bị bắt mất tôi cũng chẳng biết tại sao chắc do mấy con chuột có trời mới biết ông thạch thương vợ mình cỡ nào nói chuyện thế này giúp ông nguôi ngoai đi đôi chút bao năm qua ông vẫn vậy mà chắc cả đời này ông vẫn sống như thế này ăn sáng xong ông một mình ra ruộng thăm lúa nhiều người khuyên ông đi mua gạo cho rồi đằng nào ông cũng chỉ ăn có một mình nhưng ông chỉ cười cho qua ông thạch vẫn còn sức khỏe ông tìm nhiều việc để làm cho khuây khỏa chứ ở nhà cả ngày ủ rột lắm ông thạch hiểu rằng ăn một mình không có nghĩa là cô đơn mà đó là cách ông tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình ông thích sự yên bình thích được ngắm nhìn cánh đồng lúa mỗi buổi sáng đang đi dọc theo mép ruộng đột nhiên ông thấy mấy vết chân dày xéo trên những cây mạ mà ông gieo trồng. Đột nhiên ông cảm thấy bực bội, chẳng hiểu ai mà vô ý thức đạp thẳng lên ruộng nhà ông như thế. Thấy bác Mão sắp đi đến, ông Thạch vội vàng chạy đến hỏi. Bác Mão, bác già đi đâu chưa? Bác xem này, ruộng nhà tôi bị ai dẫm lên kìa, vô ý thức thế không biết. Bác Mão cũng phẫn uất không kém. Nhà tôi cũng vậy đây, mới sáng già đã thấy dấu chân to tướng ở ngoài ruộng rồi. Hỏng hết cả mấy cây mạ của tôi. Từ phía sau bà Tân đi lên sen vào. Ruộng nhà tôi cũng bị. Tôi để ý thấy nhiều ruộng cũng bị nữa. Rõ là chiều hôm qua tôi đi ra coi thì thấy bình thường mà. Chứng tỏ đêm qua hoặc sáng nay ai đó đã vô ý thức lội ruộng nhà mình như thế. Bác Mão cày nghiệt. Tôi mà biết ai làm trò này tôi sẽ rắc nó ra. Ông Thạch im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng. Nhưng mà ông bà có thấy lạ không? Bao năm qua, làng mình luôn đùm bọc nhau, chưa từng có chuyện này. Người ta làm thế này cũng được lợi gì đâu. Hơn nữa, nhiều ruộng bị như thế này, chẳng lẽ người ta lội từng ruộng như thế không thấy mệt sao? Ông nói cũng đúng, nhưng mà mấy vết chân này giải thích thế nào được? Tạm thời tôi chả biết nữa. Làng minh giọng này xảy ra nhiều chuyện quá nghe ông thạch nói đột nhiên bác mão và bà tân đều lạnh hết sống lưng hai người đưa mắt nhìn nhau đầy sợ hãi mặt mày tái nhợt nhớ lại vụ cháy cách đây không lâu cây đa đột nhiên bị quật ngã vết máu dưới giếng và những vết máu trong chuồng gà sáng nay thì ba người như hiểu ra điều gì đó ngay lập tức ba người giải tán về dụng mình để cấy lại mạ cố khắc phục mấy cây mạ bị dẫm bẹp rồi sẽ đưa chuyện này kể cho mọi người. Tối hôm ấy, dân làng quyết định họp lại vì những chuyện xảy ra gần đây. Ăn tối xong, già trẻ, trai gái trong làng đều thi nhau kéo ra sân nhà văn hóa. Đợi mọi người đến đông đủ, người đàn ông mới được bầu lên làm sóng trường liên bảo. Thưa các ông, các bà, như mọi người đã biết, dạo gần đây, làng ta đang xảy ra nhiều chuyện khó lý giải. Đầu tiên là vụ cháy xảy ra cách đây vài tháng, khiến năm người đàn ông trong làng mất một cách oan uổng. Tiếp theo là cây đa lâu năm của làng bị quật đổ trong một cơn bão. Máu trong giếng nước lại nổi lanh bành. Sáng này thì gà vịt của nhiều nhà bị mất. Thứ còn sọt lại chỉ là vũng máu trong chuồng. Đồng thời sáng này, ông Thạch, ông Mão và bà Tân ra ruộng buổi sáng cũng phát hiện những dấu trần lạ ở nhiều thửa ruộng. Do đó tối này, tôi kêu gọi mọi người họp tại đây để ban về việc này. Trước hết là tôi muốn hỏi, ngoài những chuyện đó già, thì mọi người còn gặp chuyện nào lạ lùng, khó lý giải nữa không? Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Bỗng một chàng thanh niên dõng dạc đứng dậy kể rằng Dạ thưa bà con, có một tối, cháu đi làm về muộn, cháu thấy có một bóng đen của một gã đàn ông to lớn đi như lướt ở trên mặt nước trong làng. Lúc ấy cháu có một mình, mặt đêm hôm khuya khoắt, cháu nghĩ là cháu bị ảo giác để cháu cố gắng quên nó đi. Nhưng mà do nghĩ lại thì cháu chắc chắn là cháu không có nhìn lầm. Rồi một người phụ nữ khác nữa đứng lên. Dạ hôm trước con trai cháu mới năm tuổi đang chơi ở trước sân cháu ra phía sau nhà để nấu ăn. Bình thường cháu khóa cửa cẩn thận rồi mới ra phía sau. Nhưng mà lúc đó cháu ngó ra sân để coi con trai cháu đang làm gì thì chẳng thấy thằng bé đâu. Cháu vội đi tìm. Trong miệng cháu lầm bẩm khấn tổ tiên phù hộ. May sao cháu thấy thằng bé đang ngủ ở trong bụi cây ở gần nhà. Dân làng nghe xong liền kinh hãi nhìn nhau. Ai nấy đều ngồi bám lấy nhau mà run cầm cập. Không chỉ có thế, thỉnh thoảng họ còn mơ thấy có người nào đó lạ mặt rủ họ đi chơi. Nhưng may sao, họ gặp được ông bà trong mơ. Ông bà không cho họ đi, nên người lạ mặt kia đành thôi. Có người còn thường xuyên nghe thấy người khác gọi tên mình, nhưng chạy ra lại chẳng thấy ai. Những chuyện kỳ lạ này, người ta cho rằng không phải do người ở làng này làm, bởi họ không được địa, căm ghét nhau đến như vậy. Dù có vài người không ưa nhau, nhưng họ đều sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng vì họ chẳng thể vì một người mà làm những chuyện tổn hại đến làng rồi bỏ làng mà đi được họ cũng chẳng biết đi đâu ông thạch nãy giờ ngồi lặng thinh nghe từng người nói trong lòng ông có chút bất an ông nghĩ rằng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây có lẽ những điều kỳ lạ trong nhà ông cũng liên quan đến mấy chuyện này ông đứng dậy đưa ra ý kiến Tôi nghĩ để tìm hiểu kỹ chuyện này, chúng ta nên cùng nhau theo dõi và canh gác. Bây giờ, mọi chuyện còn chưa đi quá xa, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn rằng không còn chuyện gì xảy ra nữa. Người khác cũng đứng dậy hưởng ứng. Đúng đấy, chừng nào chưa tìm ra nguyên nhân, chừng ấy dân làng vẫn sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tìm ra thủ phạm cũng là để mọi người được yên tâm và an toàn. Đúng đấy, đúng đấy người dân Việt Nam trước giờ luôn có một truyền thống đoàn kết, nhất là ở làng xã nông thôn thế này. Hễ có vấn đề gì là cả làng đồng lòng quyết tâm diệt trừ những điều xấu xa. Vậy là ngay tối hôm ấy, trưởng xóm bắt đầu phân công công việc cho từng người, từng nhà. Bắt đầu từ đêm nay, những thanh niên trai trắng trong làng sẽ thay phiên nhau canh gác mỗi đêm để xem đâu là nguồn cơn của sự việc. Sau khi bàn bạc xong xuôi, ai về nhà nấy và không quên khóa cửa nẻo cẩn thận có người thậm chí còn thay ổ khóa mua thêm ổ khóa để cho chắc ăn từ hôm làng phát động việc canh gác thì chẳng thấy hiện tượng gì lạ xảy ra trong làng nữa ai cũng bấm bụng mừng thầm một tháng trôi qua ngôi làng lại trở về sự bình yên như trước đây dù không có gì xảy ra nhưng mỗi ngày người dân đều phải sống trong sự bất an sợ hãi không ngừng cứ lo lắng những điều không may có thể ập đến gia đình mình ba tháng trôi qua việc canh gác vẫn cứ thế tiếp diễn và chẳng có thêm điều gì lạ lùng xảy ra nữa mọi người cứ ngỡ những chuyện kỳ lạ kia chỉ như một giấc mơ sự bình yên đang dần được trả lại cho ngôi làng nhưng ở nhà ông thạch mọi chuyện không đơn giản như vậy ba tháng gần đây người ông thạch xanh xao gầy gò ốm yếu trông ông như mất hết sức sống. Ông Thạch kể rằng cứ mỗi đêm là ông lại không ngủ được. Lúc thì có tiếng động, lúc thì ông nghe thấy có người đang nói chuyện. Khi thì ông bị bóng đè, thậm chí khi ông đã ngủ được rồi, ông vẫn cảm thấy ai đó đang cố kéo chân mình. Đến lúc ông tỉnh giấc thì thấy mình đã nằm ở giữa giường rồi. Thế nên trong 3 tháng qua, ông chỉ có thể ngủ ngày. Điều này khiến ông rất mệt mỏi, vì ban ngày ông thường đi đây đó cho khuây khỏa hoặc ra thăm đồng, nhưng giờ ông chỉ có thể dành thời gian để ngủ. Có lúc ông nghĩ do ông ngủ ngày nên ban đêm mới khó ngủ, tức là ông Thạch cố tình không ngủ trong nhiều ngày để có thể ngủ vào buổi tối, nhưng ông cũng chỉ chập mắt được tí chứ không thể có giấc ngủ sâu. Ông Thạch càng không ăn uống được như trước, mỗi lần đưa vào miệng thứ gì đó, ông Thạch đều cảm thấy rất buồn nôn nhưng đi khám lại chẳng thể ra bệnh gì. Dù khám ở bệnh viện nào thì bác sĩ cũng chỉ bảo. Bác bị suy nhược cơ thể, cần về nhà ăn nhiều, đều đủ, tính dưỡng, ngủ cũng phải đủ giấc và khoa học, riêng tập thể dục thể thao vào. Ba tháng trôi qua không thấy động tĩnh gì nên cả làng cho rằng chuyện đến đây là đã kết thúc. Đồng thời trai tráng trong làng cũng không phải canh gác nữa. Mọi người ai cũng thở vào nhẹ nhõm mặc dù chẳng ai có thể khẳng định điều đó, nhưng an toàn trước mắt khiến người ta dễ dàng quên đi những bóng tối đã bao trùm và có thể sẽ tiếp tục nuốt chửng lấy cả làng. Cho đến một hôm, một sự việc gây rúng động cả làng, phá vỡ sự thanh tĩnh tạm thời trong những tháng qua. Sáng hôm ấy, người ta dậy sớm đi làm thì phát hiện một thi thể máu me bè bét nằm trước sân nhà văn hóa người ta đến gần xem thì phát hiện đấy là thằng toàn một thanh niên ở trong làng thằng toàn đêm qua tăng ca nên đi làm về muộn người nhà nó ngủ sớm thành ra chẳng biết nó đã về hay chưa sáng ra gọi nó ra ăn sáng mà chẳng thấy nó trả lời nghĩ là nó đi làm sớm rồi vì chỗ làm của nó cách nhà khá xa đâu ai ngờ rằng nó bị giết hại oan uổng thế này người ta đến lật xác nó ra thì thấy một vết dây thừng ở cổ có cả những vết cào móng tay trên miệng cũng có vết máu người ta đoán là nó đã cố chống cự để thoát khỏi sự hãm hại nhưng không được bố mẹ thằng toàn nghe tin thì chạy đến gào khóc nức nghẹn mẹ thằng toàn còn ngất tội nghiệp thằng toàn nó trước giờ luôn là đứa ngoan ngoãn lễ phép với người lớn lắm từ nhỏ đến lớn không một ai than phiền điều gì về nó nó lại học giỏi, mới ra trường mà người ta đã mời nó về công ty làm việc. Ai nấy đều nhìn mà mặt cắt không còn giọt máu, họ chẳng biết người nào có thể ra tay độc ác đến thế. Xưa giờ, trong làng chưa bao giờ có chuyện gây gớm như này xảy ra. Người làng thương thằng Toàn và gia đình nó bao nhiêu thì vẫn uất bấy nhiêu. Họ phẫn nộ vì những tai ương mà ai đó đã giáng xuống cho làng này trong thời gian qua họ tin rằng vụ việc lần này và những lần trước đó đều có sự liên quan với nhau chẳng biết làng này đã gây ra tội tình gì mà bị trả thù đến như vậy đêm qua tôi nghe thấy cô tiếng rằng co ở bên ngoài nhưng mà nhà tôi toàn đàn bà con gái cùng với những sự việc kỳ lạ gần đây nên chúng tôi chẳng dám ra ngoài ồ nhưng mà sao thằng toàn nó không kêu cứu nhỉ nếu nó kêu lên thì có khi đã được cứu rồi Lạ thật, chắc chắn sự việc lần này không đơn giản đâu. Càng lúc càng mất kiểm soát rồi. Sao lại có nhiều máu thế nhỉ? Nếu bị xiết cổ thì chỉ chết do tắt thở thôi chứ. Mọi người bắt đầu thi nhau bản tán sự việc. Họ bắt đầu nơm nớp lo sợ. Bầu không khí yên tĩnh tạm thời trong ba tháng qua, phút chốc bị dập nát bằng một cái chết thương tâm. Pháp y người ta về khám cho thằng Toàn, vì thằng toàn chết không ai hay nên phải làm như vậy để điều tra sau khi khám nghiệm tử thi thì có một sự thật khiến người tôi kinh hãi máu xung quanh thằng toàn và trong miệng nó không phải là máu của nó mà là máu của một con chó nghe bên pháp y thông báo như thế ai nấy đều cảm thấy lợn cợn trong họng sao có thể vô lý thế được sao máu của chó lại ở trong mồm thằng toàn người ta liên tưởng đến vụ mất gà vịt và vũng máu trong chuồng. Chẳng lẽ những vụ việc vừa qua, tù phạm thực sự là thằng Toàn sao? Nếu là thằng Toàn thì sao bây giờ nó bị ai đó xiết cổ? Người gây ra những chuyện này là thằng Toàn hay là một ai khác? Hay chính nó bị người khác giật dây? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu dân làng. Chẳng ai dám nói trước điều gì. Người mất thì cũng đã mất rồi. Họ không thể truy hỏi chuyện gì đã xảy ra được họ chỉ có thể đoán giả đoán non nhưng có một điều chắc chắn là sau hôm nay tất cả mọi người lại phải nâng cao cảnh giác đề phòng vì họ không chắc chắn về vấn đề gì hết an toàn của họ đang bị đe dọa sau khi bên pháp y làm xong thủ tục thì người ta cũng cho người nhà mai táng thằng toàn nhưng kỳ lạ thay khi đến giờ đưa thằng toàn ra đồng bao nhiêu người đến khiêng quan tài mà vẫn không thể nhúc nhích có lẽ nó chết oan uổng quá nó không nỡ rời đi nó chưa tin bản thân đã mất tâm trí của nó vẫn vất vưởng ở thế gian đến khi mẹ nó quỳ xuống cầm hương mà khấn con ơi mẹ biết là con chết oan bố mẹ thương con nhiều lắm nếu mẹ chết thay con được thì mẹ cũng cam lòng nhưng chuyện đã lỡ rồi nếu con thương bố thương mẹ thì xin con cho bố mẹ đưa con đi. Vừa khấn xong, bốn người đàn ông lực lưỡng liền có thể khiêng chiếc quan tài lên. Ngày đưa tang thằng Toàn, mưa trắng xóa cả ngôi làng. Dường như ông trời cũng xót thương cho số phận của thằng Toàn, số phận của những người dân vô tội. Liệu chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với ngôi làng xấu số này đây? Đại nạn đang đến với họ rồi ư? Sau vụ việc thằng Toàn, có nhà chẳng chịu nổi những giày vò này mà chuyển đi nơi khác sống. Nhưng thật không may, khi nhà đó đang trên đường đi thì bị tai nạn giao thông chết cả nhà bốn người. Việc này càng khiến người dân ở đó hoang mang hơn. Vài người tính chuyển đi nhưng thấy vậy thì không dám đi nữa. Họ chỉ có thể ở lại, cố thủ trong nhà, làm mọi thứ để bảo vệ an toàn cho gia đình mình. Sau cái chết của thằng Toàn, người ta chẳng dám đi đêm về khuya nữa. Trong làng bắt đầu mời đủ thầy bà về cúng bái, giải hạn, cầu bình an cho gia đình. Lúc nào cũng nghe những tiếng gõ mõ tụng kinh, vàng mã đốt không ngớt. Chẳng biết có hiệu quả không, nhưng giờ người ta không thể không tin vào tâm linh nữa rồi. Ngôi làng vốn yên bình, điều hòa, bỗng chốc trở nên ảm đạm, cô liêu, lại nói về ông thạch dạo này ông thạch chẳng có tiến triển gì thậm chí ngày càng xanh xao trông rất thiếu sức sống từ ngày xảy ra chuyện đến nay mới mấy tháng mà trông ông thạch ngỡ như đã mấy năm trôi qua ai nhìn ông cũng không khỏi bất ngờ chẳng ai có thể mường tượng được điều gì đã xảy ra với người đàn ông vốn rất khỏe mạnh này quan trọng là đi khám lại chẳng ra bệnh gì lại mới khổ chứ nhưng người ta thường bảo đức năng thắng số người lương thiện thường được gặp quý nhân phù trợ ông thạch và bao người khác cứ nghĩ ông ấy sẽ phải sống khổ đau bệnh tật cho đến cuối đời ông thạch cũng dần chấp nhận những đau đớn và vật vã này không còn muốn cố gắng nữa thì may mắn làm sao ông được gặp người mà có thể thay đổi số phận cuộc đời ông cũng như là cả cái làng này đêm đó ông thạch ngủ mơ thấy vợ mình đã rất lâu rồi ông không có giấc ngủ ngon thế này, lại còn gặp vợ nữa nên ông vui mừng khôn xiết. Thấy vợ ông vội vàng nói: "Bà về thăm tôi đấy à?" Vợ ông vẫn dịu dàng như xưa. Dạo này ông gầy quá, ông không chịu ăn uống gì à? Dù dạo này sức khỏe ông thạch giảm sút, ông thạch cũng ý thức được điều đó, nhưng gặp lại vợ khiến ông vui quá nên chẳng để ý đến chuyện ấy nữa, ông đáp: tôi vẫn như vậy thôi bà sao rồi dưới đó có thiếu thứ gì không bà có cần gì không để tôi đốt xuống và ông lắc đầu tôi không thiếu thứ gì cả nhưng mà lâu rồi không thấy ông đặt hoa lên bàn thờ tôi hay là ngày mai ông đi mua cho tôi ít hoa mẫu đơn đặt lên bàn thờ được không ông thạch không ngần ngại mà gật đầu được chứ ngày mai tôi ra chợ mua hoa cho bà liền bà có muốn ăn gì không? Tôi ăn gì cũng được. Thôi, giờ tôi phải đi rồi. Ông cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Sống hướng thiện thì mọi đại nạn đều có thể vượt qua được thôi. Ông cũng không cần quá lo lắng. Nói rồi, vợ ông Thạch biến mất theo làn sương khói mờ ảo, để lại ông một mình hụt hẫng. Nhiều khi ông Thạch nghĩ, ông ốm yếu thế này có khi lại là chuyện tốt như thế thì ông sẽ sớm đoàn tụ với bà nhà ở bên kia thế giới kết thúc chuỗi ngày một mình neo đơn thế này ông nhớ thương vợ lắm đời này kiếp này ông chỉ muốn che chở cho mỗi bà ấy sáng hôm sau đúng như lời hứa với vợ ông thạch dậy sớm chuẩn bị cơm nước tươm tất và ông vẫn ngồi ăn như thường ngày ăn xong ông phóng xe ra chợ để mua hoa mà vợ ông thích Dạo gần đây, nhiều chuyện xảy ra quá, khiến ông quên mất việc phải thường xuyên mua hoa tặng vợ. Chứ trước đây, mỗi tuần ông để mua ít nhất một bó hoa để lên bàn thờ, trước tấm ảnh vợ. Hơn ai hết, ông biết rõ bà nhà rất mê hoa, yêu cái đẹp. Ra đến chợ, ông tỉ mỉ chọn từng cành hoa, bông nào bông nấy to mơn mởn. Chọn xong thì ông đưa cho người bán gói lại. Sau khi tính tiền thì ông ra lấy xe để về. Tình cờ lúc ấy đang có xô xát cãi nhau ở chợ. Vốn dĩ ông không tính quan tâm vì ở chợ chuyện này quá đỗi bình thường. Nhưng ông lại nghe loáng thoáng tiếng cay nghiệt của người đàn bà bán cá. Bà cút đi chỗ khác đi. Cứ ngồi đây thì ai mà buôn bán được gì hả rồi? Sao mới sáng ra? Được gặp phong sống thế này. Cút ngay đi. Ông Thạch nghe xong chặt lưỡi. Ông nghĩ thầm cũng là con người với nhau, mà sao có thể dùng những lời lẽ nhục mạ người ta như thế? Máu lương thiện của ông trỗi dậy, ông đi đến đám đông đang vây quanh để hóng hớt, nhưng chẳng ai thực sự muốn giúp đỡ người đàn bà bị đuổi kia đang ngã sõng xoài vì bị đẩy. Ông thạch ban đầu đến chỉ để quan sát, ông nghe người ta bảo với nhau: cái bà kia từ đâu đến ấy nhỉ? đi chợ lâu nay mà chả thấy bái bao giờ ngồi trước chỗ bán hàng người ta người ta chửi cho là đúng rồi khiếp chồng bẩn kinh thôi đi chở tiếp đi muộn quá là hết đồ tươi đấy người đàn bà kia đúng là trông bẩn như những lời người ta nói thật quần áo lôi thôi rách nát vá chỗ này đắp chỗ kia tay chân lấm lem bùn đất mặt mũi cũng đen nhẻm mái tóc dài ngang chân mà kết dính như mấy năm chưa gội Duy chỉ có đôi mắt là sáng sủa. Thấy thương tình, ông Thạch đến đỡ bà ấy dậy, rồi nhẹ nhàng bảo. Bán sáng chưa? Người đàn bà ấy ái ngại nhìn ông Thạch rồi trả lời. Hôm qua giờ, tôi chưa có ăn gì cả. Ông Thạch nghe xong, rút trong ví ra tờ 200 ngàn đưa cho bà ấy. Tôi chẳng có nhiều nhận gì. Tôi biểu bà ít tiền mà đi ăn do tôi phải đưa hoa về bày lên bàn thờ vợ tôi nên tôi không đi cùng bà được bà thông cảm nói rồi ông thạch dúi vào tay bà kia rồi quay lưng vội bước đi nhưng vừa đi được vài bước thì bái gọi lại khoan đã ông thạch nghe vậy thì cũng ngoảnh lại có chuyện gì nữa sao bà lão nhìn thẳng vào mắt ông thạch khiến ông có chút tránh né im lặng một chút rồi bà lại nói có phải dạo gần đây trong nhà ông xảy ra những chuyện rất kỳ quái khiến ông mất ngủ sức khỏe giảm sút không ông thạch giật mình nhưng ông nghĩ do bộ dạng của mình thế này nên bà ấy mới đoán được ông vẫn gật đầu đúng vậy chắc do lũ chuột nó phá phách khiến tôi không ngủ được nói rồi ông định đi luôn nhưng bà lão lại nói có phải đêm qua ông mơ thấy vợ và ông bảo muốn ông mua hoa mẫu đơn cho bà ấy tầm mấy tháng trước ông có dọn nhà kho đúng không lần này mặt ông thạch cắt không còn giọt máu sao người đàn bà xa lạ này có thể biết được những chuyện đó lẽ nào bà ấy có thể biết được những chuyện mà người trần mắt thịt không hiểu rõ nếu nhìn kỹ lại thì cũng giống như vậy thật ông thạch nghe bà ấy nhắc đến việc dọn nhà kho khiến ông có chút trột dạ biết là chẳng thể giấu được nên ông cũng thật thà gật đầu đúng là như vậy nhưng sao bà biết bà là ai bà lão ấy quả quyết ông có thể đưa tôi về nhà ông được không tôi muốn xem qua một chút nếu nhanh chóng thì còn có thể được cứu để chậm trễ thì e rằng quá muộn ông thạch cũng bán tín bán nghi về những lời bà ấy nói hôm nay ông ra đây chỉ để mua hoa cho bà nhà chứ không hề có ý định gì khác ngay cả những chuyện kỳ quái xảy ra trong nhà trong làng thì ông cũng không muốn tìm thầy về xem xét giải hạn nhưng hôm nay gặp bà này ở đây bà ấy còn nói đúng với những gì đã xảy ra như vậy thậm chí giấc mơ tối qua của ông nữa khiến ông thạch không thể không nghe theo ông nghĩ thôi thì cứ đưa bà ấy về có khi giúp được cho dân làng thế là ông chở bà ấy về thẳng nhà bà lão bảo ông thạch làm gì thì cứ làm còn bà sẽ đi xem một vòng quanh nhà ông thạch nghe thế thì đưa hoa đi rửa sạch sẽ rồi bày lên bàn thờ sau khi xong xôi ông tìm bà lão ban nãy để hỏi chuyện thì thấy bà đang đứng trước nhà kho ông thạch đi lại hỏi Rốt cuộc nhà tôi có chuyện gì xảy ra vậy? Bà lão chẳng trả lời mà chỉ bảo Ông có thể mở cửa nhà kho này ra cho tôi vào xem được không? Ông Thạch nghe theo mở cửa nhà kho cho bái vào xem. Vừa đặt chân qua cánh cửa, mặt bà lão bắt đầu nhăn nhó, trông rất khẩn trương như thể đang có việc gì hệ trọng lắm. Bà đi vào trong, quan sát mọi thứ đột nhiên bà nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ trên nóc tủ bà đứng hồi lâu và nhìn chằm chằm về phía nó sau đó bà lão bước ra ngoài giọng điệu rất hốt hoảng nói với ông thạch hiện giờ nhà ông đã bị quỷ chiếm đoạt rồi nó chưa giết ông vì nó muốn sai khiến ông làm những chuyện xấu xa để nó dễ dàng giết chết nhiều người trong làng hơn không những thế khi tôi đến ngôi làng này Tôi cảm nhận được âm khí rất nặng. Ban ngày vốn dĩ nó sẽ yếu đi mà tôi còn cảm thấy nặng nề thế này thì ban đêm chẳng biết thế nào nữa. Mấy tháng qua làng này đã xảy ra những chuyện gì rồi? Ông Thạch nghe xong, hồn vía cũng lên tận ngọn cây. Ông vội vàng kể cho Bãi nghe những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua của cái làng này. Nghe xong mặt Bãi tối sầm lại. Thế là con quỷ này nó đã mạnh lên nhiều rồi đấy. Cũng may làng này có cái miếu bảo vệ làng. Chứ không số người chết còn lớn hơn nữa. Vì nó đã chấn giữ ngôi nhà này nên nó sẽ hút hết dương khí ở từ ông. Cho đến khi ông hết dương khí thì ông sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà nguyên nhân là do đâu? Tại sao lại là tôi? Chuyện này giải thích ra thì giải giọng lắm nó là mối thủ từ xa xưa tôi chỉ có thể nói gắn gọn là do cuốn sổ trong nhà kho kia chính ông đã mở ra đồng nghĩa với việc giải phóng ấn cho con quỷ ấy Bạn nãy tôi đã đọc thần chú tạm thời nhốt được con quỷ ấy lại nhưng vài hôm nữa nó sẽ chùi ra được thôi trước mắt tôi sẽ vẽ cho ông một lá bùa để hạn chế được con quỷ nó làm hại ông tôi cũng không thể giải quyết được nó. Phải có người cao tay mới xử lý được triệt để. Nhưng tôi biết người nào có thể giúp. Để tôi, tôi sẽ đi tìm người đó cho. Ông Thạch tai như ổ đi. Nếu là do cuốn sổ kia, thì chẳng phải ông là người gián tiếp gây ra đại họa cho mọi người trong làng này sao? Phải chăng ông chính là kẻ giết người? Giờ ông Thạch ngẫm nghĩ lại, thì thấy bà ấy nói đúng những gì ông đọc ở hai trang đầu tiên thực sự đã xảy ra ở làng này vậy mà ông đã không nhận ra sớm hơn ông thạch lắp bắp vậy làm sao để cứu được dân làng chuyện này là lỗi ở tôi tôi phải chịu trách nhiệm không thể ích kỷ được trước mắt tôi sẽ đưa cho ông một gói đậu ông đi rắc đậu xung quanh làng này thì có thể tạm thời bảo vệ được làng mười lăm âm là lúc con quỷ sẽ mạnh nhất, nhưng cũng là lúc dễ tiêu diệt nó nhất. Mười lăm âm tôi sẽ quay lại. Nhưng làm sao mà bà biết những chuyện này? Sao bà lại giúp tôi? Là vợ ông nhờ tôi giúp. Ngay cả việc ông mơ thấy vợ và đi mua hoa rồi gặp tôi cũng không phải là tình cờ. Tôi nợ cô ấy một ân huệ ở kiếp trước nên tôi phải trả còn với ông, tôi đã đưa ra một ván cược, xem ông có phải là người lương thiện, có đáng để tôi và vợ ông giúp ông hay không. quả nhiên, ông không khiến vợ ông thất vọng. nghe bái giải thích, thì ông thạch dần hiểu ra tất cả. hóa ra người vợ đã mất của ông vẫn bên cạnh ông, âm thầm bảo vệ cho ông mọi lúc mọi nơi ân nghĩa này có lẽ đến kiếp sau ông vẫn muốn yêu thương bảo vệ che chở cho vợ đôi mắt ông thạch nhòe đi vì xúc động ông nghẹn ngào tôi tôi cảm ơn bà lão cũng chẳng thèm để ý nhiều bà ấy nhanh chóng bắt tay vào việc làm bùa chú để bảo hộ ông thạch nhìn vào những ký tự bãi vẽ mà chẳng hiểu gì cả bà lão vẽ hẳn bốn cái vẽ xong thì thắp ba cây nhang rồi miệng lẩm bẩm gì đó xong rồi tất cả thì đưa cho ông thạch ông dán bốn cái này và bốn góc nhà đồng thời ở chỗ bếp luôn phải giữ sạch sẽ nhất là phải có lọ muối ở trong nhà hàng ngày hãy đọc kinh phật để lòng bình an ông thạch gật đầu tôi hiểu rồi bà còn gì căn dặn không gói đậu này thì giải vào sáng sớm mai khuyên mọi người ăn chay niệm phật làm việc thiện để tạo phước. Xong xuôi mọi việc, bà lão lại ra đi. Bà hứa hẹn 15 âm này sẽ quay lại với một vị đạo sĩ tài giỏi để giúp dân làng. Ông Thạch nửa tin nửa ngờ, nhưng ông vẫn làm theo vì giờ chẳng còn cách nào nữa. Thà làm mà không hiệu quả còn hơn là không làm. Nhưng ông vẫn tự trách bản thân vì đã mở cuốn sổ đó ra gây ra ảnh hưởng đến cho dân làng đứng trước bàn thờ của vợ ông thạch cầm lòng không đặng bà ơi liệu tôi có đáng trách lắm không ông thạch làm theo những gì bà lão dặn dò đêm hôm đó ông không tài nào ngủ nổi ông nằm suy nghĩ về những chuyện đã qua mà trong lòng không khỏi day dứt họ đều là những người chết oan uổng sáng hôm sau khi mặt trời vừa mới chớm ở hừng đông, ông Thạch đã vội vàng dậy sớm đi giải chỗ đậu này theo lời bà lão kia. Khi ông giải xong, cũng là lúc người dân bắt đầu dậy đi làm. Nhìn thấy mọi người, đột nhiên ông Thạch trột dạ. Sự việc vô tình này dù không phải là chủ ý của ông, nhưng ông ít nhiều cũng liên quan đến trách nhiệm vẫn thuộc về ông. Sau khi giải đậu, ông đến chỗ miếu của làng để thắp hương. Miếu này nghe bảo thiêng lắm. Ông Thạch đứng trước miếu mà khấn. Còn lại chín phương trời, lại mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin người phù hộ cho dân làng của con được bình an, tai qua nạn khỏi. Hôm nay cũng là ngày cúng tam chiêu của thằng Toàn. Ông Thạch vì trọt dạ nên chẳng dám qua. Ở nhà thằng Toàn, người ta đang cúng cho nó. Khi thầy đang đứng cúng, và người nhà đang quỷ vái lại thì đột nhiên mẹ nó đang ngồi bình thường thì giật nảy mình lên, mắt trợn tròn. Mọi người đang chẳng hiểu chuyện gì thì mẹ nó lăn ra khóc lóc thảm thiết. Con chết oan uổng quá, bố mẹ ơi. Nhưng kỳ lạ thay, giọng nói này không phải là giọng của mẹ thằng Toàn mà giống giọng điệu của nó hơn. Chuyện này cũng chẳng phải kỳ lạ gì. Người ta nhìn vào là biết thằng Toàn về và đăng nhập vào người mẹ nó. Lúc này, thầy cũng từ tốn đi lại mà hỏi. Con là Toàn phải không? Mẹ thằng Toàn vẫn chảy nước mắt, ảo ạt và trả lời. Ông Thạch! Ông Thạch đâu? Ông Thạch đâu rồi? Mọi người ở đó đều sững sờ. Khi thằng Toàn trong thân xác mẹ nó lại muốn tìm ông Thạch không một ai biết lý do thật sự mà nhà thằng toàn có liên quan gì đến ông thạch đâu. công lắm thì chỉ là người làng với nhau. ấy mà chẳng hiểu sao thằng toàn lại đòi gặp ông thạch bằng được như thế. thấy nó cứ đòi nằng nặc nên người ta cũng đến nhà ông thạch để nhờ ông qua một chút. vừa nghe chuyện từ người nhà thằng toàn, ông thạch lại bắt đầu đổ mồ hôi hột. chẳng nhẽ thằng toàn đã biết hết mọi chuyện và nó kêu ông đến để phanh phui hết cho cả làng này nghe sao? thì bây giờ ông phải làm gì đây? ông cũng đâu có ý muốn mở cuốn sổ đó, ông đã dây dứt lắm rồi. ông thạch vẫn qua nhà thằng toàn để xem nó nói gì. ông không phải là người đàn ông hèn hạ, nếu có gì ông sẽ thú nhận và chịu trách nhiệm trước dân làng. ông thạch qua đến nơi thì thằng toàn liền ôm chầm lấy ông thạch mà kêu khóc dấm dứt, khiến mọi người càng kinh ngạc hơn thằng toàn chẳng nói được gì thêm chỉ ôm cứng lấy ông thạch ông thạch người cứng đờ sống lưng lạnh ngắt nuốt nước bọt vỗ vai thằng toàn sao lại khóc như thế sau khi khóc một trận thằng toàn cũng cố giữ bình tĩnh mà trả lời con chết oan uổng quá con không muốn chết lúc này thầy cũng đi lại hỏi tiếp ai đã giết con con không biết con không thấy rõ mặt Nó to lắm To gần gấp đôi con Con đi làm về muộn Thì va phải cái gì đó rồi ngã ra đường Cái bóng đèn đó nó lao đến rồi cậy miệng con Bắt con uống máu Con muốn kêu cứu Nhưng mà không có nói được Sau đây nó xiết cổ con Con có chống cự mà không có được Nghe thằng Toàn Vừa khóc vừa kể Mà không ai cầm được nước mắt Thằng bé chắc sốc lắm đến khi chết rồi vẫn không biết là ai làm thầy cũng hỏi tiếp con có gây thù chú oán với ai không hay con có nghi là ai làm không thằng toàn lắc đầu con không gây thù hẳn gì với ai cả con cũng không biết là ai làm sao con lại muốn gặp ông thạch nghe thầy hỏi thế thằng toàn lại tiếp tục khóc con thương bác thạch quá nhưng con không nói được cũng nói là sẽ bị đánh có lẽ thằng toàn cũng biết được điều gì đó nhưng nó không dám nói ông thạch càng nghe càng cảm thấy khó chịu trong lòng hóa ra thằng toàn muốn ông đến đây không phải là để vạch trần ông mà là nó thương ông muốn cảnh báo để ông chú ý an toàn từ nãy đến giờ ông thạch vẫn đứng chết lặng chẳng dám ho he gì người dân kéo đến coi rất đông ai cũng chứng kiến và nghe được những câu nói của thằng toàn, họ đều nhìn ông Thạch bằng con mắt tò mò và khó hiểu, chẳng ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với ông ấy. Người nhà thằng toàn hỏi thằng toàn thêm vài câu rồi nó rời khỏi thân xác mẹ nó. Mẹ nó thì ngất luôn ngay tại chỗ, được người nhà bế vào phòng nghỉ. Buổi cúng bái vẫn tiếp tục được diễn ra. Ông Thạch vẫn ở đó cho đến khi xong việc mới về nhà về tới nhà ông suy nghĩ kỹ hồi lâu thì quyết định tối nay sẽ nhờ xóm trưởng họp xóm lại và ông sẽ nói ra hết tất cả ông không giấu được nữa mà nói ra cũng là để mọi người phòng bị cẩn thận hơn thà ông không biết chứ ông biết mà ông không nói thì sẽ mang tội nặng tối đó dân làng lại kéo nhau ra sân nhà văn hóa ai nấy đều chờ đợi tin tức mới từ trưởng xóm sau khi thấy mọi người đã đông đủ, ông Thạch một mình đứng lên nói trước mặt mọi người. Kính thưa các ông các bà, những sự việc kỳ lạ gần đây của làng ta, tôi đã có lời giải đáp. Cả làng nghe ông Thạch tuyên bố như thế thì xôn xao bản tán. Sao vậy? Chẳng những người bày ra những chuyện này lại là ông Thạch sao? Nhìn ông ta thế như thế mà không ngờ đấy bảo sao thằng toàn cứ ôm cứng lấy ông thạch nhưng mà thằng toàn nó bảo là nó thương ông thạch lắm cơ mà là sao nhỉ có khi ông thạch ông không phải là người gây ra chuyện này đâu ông thạch lại tiếp tục xin dân làng hãy lắng nghe tôi nói ông thạch bắt đầu kể cho cả làng nghe về cuốn sổ màu đỏ mà ông vô tình tìm thấy trong nhà khi kia cả cuộc gặp gỡ định mệnh với bà lão và cả những lời dặn dò của bà ấy kể xong ông thạch quỳ xuống trước dân làng tôi là người đáng trách tôi có lỗi với mọi người những người đã mất thực sự chết rất oan uổng tôi có chết ngàn lần cũng không thể đền tội hay bù đắp cho những người thân của họ này tôi đứng trước dân làng đây tôi xin hứa tôi sẽ tìm mọi cách để giúp dân làng thoát khỏi con quỷ đó kể cả đánh đổi bằng tính mạng, tôi cũng cam lòng. Ông Thạch dứt lời, dân làng ở dưới sững sờ không phản ứng nổi. Họ vừa cảm thấy yên tâm phần nào, vì những chuyện này không phải do con người trực tiếp làm. Nếu là con người làm thì người đó hẳn là độc ác đến bao nhiêu. Có khi làng này sẽ phải gánh chịu nhiều tai ương đau lòng hơn nữa. Họ cũng cảm thấy tức giận, vì suy cho cùng ông Thạch là người gián tiếp gây ra chuyện này. Dù ông không cố ý, thì chuyện vẫn xảy ra rồi và đã có nhiều mất mát. Những người nhà của người bị hại nghe xong thì chạy lên muốn đánh ông Thạch. Trả lấy con cho tôi! Thằng Toàn, nó có tội tình gì? Tại sao lại là thằng Toàn? Trả chồng cho tôi! Trả bố cho các con của tôi! Ông nói thì nghe nhẹ nhàng lắm. Từ hỏi, nếu ông có người thân là người bị hại Thì ông nghĩ thế nào Khốn nạn Ông cút ra khỏi cái làng này đi Ông Thạch đứng như trời trồng Mặc kệ người ta chửi rủa mắng nhiếc Thậm chí là đánh đập ông Ông nghĩ mình bị như vậy là đáng lắm Dù họ có làm gì Thì ông cũng không thể xóa bỏ được nỗi mất mát Đau khổ của họ khi mất người thân bảo ông nhảy vào biển lửa để thay cho họ thì ông cũng cam lòng. Lúc này, xóm trưởng nãy giờ đứng im lặng nghe, bỗng lên tiếng. Mọi người, xin hãy nghe tôi nói. Tôi không phủ nhận, ông Thạch có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng ông Thạch không hề cố tình làm như vậy để hại lạng chúng ta. Mọi người xin hãy tỉnh táo đi. Tôi biết, nỗi đau mất người thân thì không ai chịu đựng nổi nhưng chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải đoàn kết lại để loại bỏ con quỷ ấy ra khỏi làng mình ông thạch cũng đã hứa trước dân làng là sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này tới cùng nếu bây giờ chúng ta quay qua trách bóc ông ấy thì chuyện này vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm được mà có khi ngay cả tôi hay mọi người ở đây đều có thể gặp nguy hiểm nghe ông xóm trưởng nói thế thì mọi người ở dưới cũng bớt phẫn nộ mà quay qua đồng tình với xóm trưởng Ờ à, Xóm trưởng nói đúng rồi đấy Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi đâu Phải giải quyết cho xong chuyện này thôi Mấy tháng qua Tôi cứ phải sống trong lo sợ Mất ăn mất ngủ như thế là quá đủ rồi Ờ à, Ông Thạch cũng rõ là tội nghiệp Ông ấy có cố tình làm như vậy đâu Thế vậy phải làm thế nào bây giờ Ông xóm trưởng nói tiếp Trước hết Tôi yêu cầu mọi người không được về khuya, ra ngoài vào ban đêm, đến những nơi vắng vẻ một mình. Như thế là rất nguy hiểm. Như ông Thạch cũng đã nói, chúng ta cần ăn chảy niệm Phật, làm những điều tử tế để cầu bình an. Tôi hy vọng mọi người sẽ làm theo. Và đến ngày trăng tròn, sẽ có người đến đây giúp chúng ta. Chúng ta sẽ làm mọi yêu cầu của người đó. Mọi người thấy thế nào? Nhưng mà, người đó có thật sự giúp được làng ta không? Ông Thạch trả lời: "Tôi tôi chưa biết, nhưng tôi tin là có thể. Bây giờ chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hy vọng." Thế là từ hôm ấy đến ngày 15 âm, người trong làng đều sống trong sợ hãi và tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng đến nhà ông Thạch. Ngay cả mấy ông bạn già thường đánh cờ cùng ông Thạch cũng chẳng ai đến nữa. Ai mà chẳng sợ chết? Họ thấy ông Thạch ở đâu là né ở đó. Ông Thạch cũng buồn phiền nhiều lắm. Nhưng ông biết họ làm vậy là hợp lý. Chẳng ai muốn đến một căn nhà có quỷ ẩn náu Một người mà đang bị quỷ hút hết dương khí như ông cả. Vì nhà ông Thạch được bùa bảo vệ nên ông không bị quấy dày. Nhưng thỉnh thoảng ông lại nghe tiếng ầm ầm từ phía nhà kho. Ông cũng đoán được là con quỷ đang phát điên lên vì không vào nhà được đến ngày hẹn ai nấy đều trông chờ vị đạo sĩ mà ông thạch nói ông thạch cũng không khỏi mong mỏi bà lão ấy và người đạo sĩ kia đến giúp dân nhưng chờ cả ngày mà chẳng thấy người lạ nào đến làng cả mọi người cho rằng ông thạch đang nói dối để dân làng bớt trách móc ông chứ thật ra không có vị đạo sĩ nào ở đây cả vậy là dân làng lại tiếp tục quay qua chửi rủa ông thạch nhưng đến chập choảng tối từ phía tây xuất hiện hai người đi về phía làng hai người họ bước đi vững vàng ung dung tự tại ông thạch vừa nhìn là nhận ra bà lão hôm bữa ông gặp bên cạnh bà ấy chắc là vị đạo sĩ tài giỏi kia đột nhiên trong lòng ông cảm thấy mừng rỡ thế là bà ấy không lừa ông rồi và dân làng sẽ được cứu ông vui mừng thốt lên là họ đấy người tôi nói với mọi người đấy Dân làng nghe xong thì kéo nhau ra, đón hai người ấy từ xa. Họ dập đầu quỳ lại. Con xin người, hãy cứu sống lấy làng của con. Đạo sĩ đỡ từng người dậy, nhẹ nhàng bảo. Đêm nay, mọi người cứ về nhà, đóng cửa nẻo cẩn thận. Dù ai gọi gì, cũng không được ra ngoài. Đồng thời, thắp hương lên ban thờ tổ tiên và xin tổ tiên phù hộ độ trì cho gia chủ. Đạo sĩ nói xong thì ai về nhà nấy, còn vị đạo sĩ và bà lão kia bước đến nhà ông Thạch. Thấy họ, ông Thạch liền quỳ xuống. Cuối xin đạo sĩ giúp cho làng con." Đạo sĩ đỡ ông đứng dậy và bảo, "Được rồi, cứ để ta xem xét tình hình, ta không chắc ta có thể khắc chế được nó, nhưng cứ để ta thử đã." Đêm nay, ông cứ vào nhà mà tắp hương niệm Phật. Ai gọi gì cũng không được ra Kể cả thấy người quen ở ngoài Cũng không ra mở cửa Ông đã hiểu lời ta nói chứ Ông Thạch đứng dậy gần đầu Dạ con hiểu Rồi ông quay qua nói với bà lão Bằng giọng điệu nghẹn ngào Cảm tạ bà Nói rồi ông Thạch liền đi vào nhà Đêm đó khi bầu trời đang quang đãng Ánh sao sáng chói lung linh Thì đột nhiên Gió to thổi đến sấm chớp kéo đến trong đêm đen những cơn gió thổi mạnh mẽ như muốn đánh thức mọi sinh linh đang ngủ say ông thạch chẳng biết ngoài kia đang có chuyện gì trong lòng ông bây giờ cũng thấp thỏm lo sợ không biết hai vị kia có thể đuổi đánh được con quỷ dữ ấy không ông thắp hương khấn vợ bà ơi bà trên trời cô linh thiêng thì giúp cho hai người kia kiểm soát được đó trả lại bình yên cho dân làng nhé. đến tầm 3 giờ sáng mưa gió bên ngoài vẫn không ngớt lòng dân bây giờ như lửa đốt đêm này coi như là đêm quyết định dù sáng mai mọi người vẫn phải đi làm nhưng chẳng ai dám đi ngủ ai cũng cầu trời khấn phật phù hộ họ chỉ mong sao hai người kia có thể đánh đuổi được con quỷ ấy đi để mọi người không phải nơm nớp lo sợ thế này nữa ông thạch đến lúc này có chút buồn ngủ ông vừa ngồi đọc kinh phật vừa ngủ gục đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến ông giật mình tỉnh giấc ông sợ hãi đến mức không dám thở mạnh đến nuốt nước bọt cũng khó khăn mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cửa chính ông vẫn nhớ lời đạo sĩ dặn là không được mở cửa dù bất kỳ chuyện gì xảy ra liệu ai đang gõ cửa nhà ông vậy khi ông còn đang sợ hãi thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Ông Thạch, ông không mở cửa cho tôi vào nhà. Đấy là giọng của vợ ông. Giọng nói mà ông chỉ có thể nghe được trong mơ, thì nay ông lại được nghe trực tiếp ở thế giới thực này. Cũng đã rất lâu rồi, ông không được nói chuyện với vợ. Ông nhớ vợ ông quá. Khi ông định ra mở cửa, thì bên tai lại vang lên lời dặn dò của vị đạo sĩ nên đành thôi. Ông nghĩ y con quỷ ấy giả giọng vào ông để ông mở cửa ra, lúc đó nó sẽ nuốt chửng ông. Ông Thạch liền quay về chỗ cũ để ngồi đọc kinh niệm Phật. Khi tâm của ông bình tĩnh lại thì đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ. Theo quán tính, ông nhìn đến cửa sổ thì ông Thạch liền kinh hãi. Dưới ánh sáng yếu ớt của tia chớp Ông nhìn thấy vợ mình đang đứng đó với thân hình ướt sũng, mái tóc xõa dài, đôi môi nhọt nhạt đang mỉm cười với ông. Vợ ông lên tiếng trách móc. Sao ông không mở cửa cho tôi vào? Ông thạch mặt cắt không còn giọt máu, ngồi im như trời trồng nhìn vợ ông. Ông không dám nhúc nhích, cũng không dám nói câu nào. Vợ ông vẫn mỉm cười với ông, còn vẫy tay ý bảo muốn ông ra ngoài Lúc này, ông Thạch tự ý thức được người đó không phải vợ mình nên ông cô nhắm mắt lại, tiếp tục đọc kinh Phật. Đọc được 15 phút thì ông nhìn lại không thấy vợ ông đâu. Lúc này, ông mới yên tâm được đôi chút. Một lúc sau ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, ông Thạch vẫn ngồi niệm Phật thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông Thạch tiếp tục lo sợ. Ngoài cửa vang lên tiếng của đạo sĩ. Xong xuôi cả rồi đấy, Ông mở cửa cho chúng tôi vào. Ông Thạch bán tín bán nghi, không biết ngoài kia có thật sự là đạo sĩ gõ cửa không? Hay là con quỷ nó lại giả dạng đạo sĩ? Tuy nhiên, ông Thạch sợ đạo sĩ đã đánh nhau với con quỷ ấy mấy tiếng đồng hồ, lại đứng ngoài trời mưa như thế thì ốm mất nên ông định đi ra ngoài mở cửa. Nhưng khi ông đứng dậy, định bước đi, thì chân không thể nhấc lên mà di chuyển nổi. Ngay lúc này, ông cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc sau lưng ông dù ông không thấy được nhưng ông vẫn có thể biết được đấy là vợ ông bà nhà đang giữ ông lại không cho ông ra ngoài mở cửa ông như hiểu ra vấn đề ngoài ấy vẫn là con quỷ đang giả danh đạo sĩ để đánh lừa ông ra mở cửa chứ không phải là đạo sĩ và bà lão kia muốn vào nhà ông thạch biết vợ ông đang ở đây nên ông lại yên tâm tiếp tục ngồi xuống niệm phật đến khi gà gáy mưa gió đã dừng hẳn ông thạch cũng chẳng biết mình ngủ từ bao giờ khi ông đứng dậy nhìn ra cửa sổ mặt trời đang dọi chiếu những tia nắng xuống ngôi làng ánh sáng của sự sống lúc này ông thạch tự ý thức rằng mọi chuyện đã xong cả rồi ông lấy hết can đảm ra ngoài để xem đạo sĩ và bà lão kia thế nào lúc ông mở cửa ra đạo sĩ và bà lão vẫn đang ngồi thiền trước cửa thấy ông già đạo sĩ đứng dậy ôn tồn nói cuốn sổ và con quỷ này đã được ta xử lý xong rồi. cũng may là nó chưa luyện được thần khí mạnh nhất ông và mọi người có thể yên tâm được rồi ông thạch tò mò hỏi thưa, thưa đạo sĩ cuốn sổ và, và con quỷ này từ đâu tới ạ à? nhiều năm về trước có một người con gái đã phải vì sự hắt hủi của dân làng này. Có lẽ là tổ tiên của những người đang sống ở đây. Cô gái lấy chồng, sinh ra một đứa con tật nguyện. Dân làng nghĩ rằng cô ấy đã sinh ra quỷ nên muốn chôn sống cô ta cùng với con. Cô gái đó vì vấn uất dân làng nên trước khi bị đem chôn cô ta đã ghi những điều hận thù vào cuốn sổ này rồi nguyên rủa nó cùng với máu của mình. Nếu cuốn sổ này được mở ra, tức là những điều mà cô gái đó ghi sẵn linh ứng với những người ở trong làng. Thật không mày, ngươi là người mở cuốn sổ ra, nên nó trực tiếp hút lấy linh khí của ngươi và làm hại dân làng. Ta đã tiêu diệt được con quỷ, cũng như đốt cuốn sổ đó, nên từ giờ sẽ không còn ai làm hại được dân làng này nữa. Vậy là oan hồn của cô gái đó đã làm nên những chuyện này sao? Có thể nói như vậy, vì cô ta quá phấn uất mà sinh ra hận mãi chưa thể đi đầu thai và muốn tìm hậu dệ của những người quá cố mà làm hại như cách những dân làng trước đây làm hại con của cô ấy ai cũng có cái khổ cô gái kia vừa đáng thương lại vừa đáng trách lúc cậu thanh niên trong làng bị xít cổ chết cậu ta đã nhập vào mẹ mình vào ngày cúng tam chiêu cậu ta đằng nặc đòi gặp con nhưng khi gặp lại chỉ khóc chứ không nói gì. Còn nghĩ cậu ấy đã biết chuyện. Mà sao cậu ta không nói gì? Con quỷ ấy không cho cậu thanh niên đó nói. Nếu nói thì sẽ bị nó đánh trò hồn tiêu phách tán. Không bao giờ được đầu thai sang kiếp sau được. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn đạo sĩ đã ra tay cứu giúp. Không biết làng chúng con có thể làm lấy gì để đến ơn đạo sĩ ạ? À? Ta làm việc thiện giúp đời, có duyên thì ta giúp Chứ không cần gì cả Bây giờ Người đi thông báo với dân làng đi Bọn ta đi đây Bà lão từ lúc quay lại đến bây giờ Chẳng lên tiếng một lời nào Chỉ lúc này Bà ấy mới nhìn thẳng mặt ông Thạch và bảo Vợ ông Đêm qua đã cứu ông một mạng đấy Hãy chăm đọc kinh Phật Để hồi hướng cho bà ấy Sớm được siêu thoát Nói xong không đợi ông Thạch hỏi thêm gì nữa, đạo sĩ và bà lão kia rời đi. Ông Dung tự tại như cách hai người đến. Ông Thạch sững sờ đứng nhìn. Quả nhiên, đêm qua, những gì xảy ra với ông họ đều biết hết. Ông Thạch đem chuyện này đi kể cho mọi người dân trong làng và thông báo với họ con quỷ kia đã được tiêu diệt. Từ nay dân làng có thể sống bình yên. Ai nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầm cảm tạ trời Phật và cảm ơn ông Thạch cũng như xin lỗi ông Thạch vì đã trách móc không rõ ràng. Kể từ đó, những chuyện kỳ lạ không còn xảy ra với ngôi làng này nữa. Mọi người lại cùng nhau sống trong hòa bình đoàn kết. Sau chuyện này, người ta cũng chẳng thấy ông Thạch đâu. Có người nói ông Thạch vì ánh náy với dân làng nên rời chỗ khác sống. Có người thì bảo ông Thạch theo đạo sĩ kia để tu tập. Cũng có người cho rằng ông vào chùa để sống yên bình những ngày tháng cuối đời họ không còn nghe tin tức gì về ông thạch nhưng họ vẫn biết ơn ông nhiều lắm dẫu rằng ông thạch là người gián tiếp gây ra chuyện này nhưng ông thạch đã chịu trách nhiệm với dân làng đến cùng đây là một điều chân quý nhà của ông thạch thì sau này được người dân dùng để làm nhà văn hóa dẫu sao thì cái nhà văn hóa kia đã cháy rồi cần có cái nhà văn hóa mới để thay thế cuộc sống của con người cứ thế mà vận hành chuyện quái quỷ kia cũng được mọi người cho vào quên lãng. Thỉnh thoảng, người lớn vẫn nhắc lại để dân dạy con cháu không được làm điều xấu. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.